Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Bendy. Ok, đây là một tựa game chạy ngược khá là hay. Các bạn sẽ có ra được một anh chàng Bendy, sau đó thì sẽ tiêu diệt anh chàng ở đằng sau kia bằng cách các bạn phải ăn đồ, ăn những món đồ. Cái gạch này thì các bạn ném ông ta mất có 1 máu. Còn các bạn nhặt được một chiếc rìu thì ông ta sẽ mất 2 máu. Và khi các bạn nhặt được một miếng sắt, ông ta sẽ mất 3 máu tất cả. Ồ, cao quá. Wow. Okay, let's go. Ông ta còn 9 máu thôi, cố lên nào. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xào một tựa game ma. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Khi đủ 20 túi tiền các bạn sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Quả thật nếu như ở ngoài đời thì chắc mình cũng không dám tìm 20 túi tiền đâu. Bởi vì con ma này nhìn nó rất là kinh dị. Nó chỉ có một cái đầu và sau đó thì nó sẽ đi xung quanh ngoài lan can, và nếu các bạn chẳng may gặp phải thì nó sẽ bắt các bạn. Ở nếu ngoài đời thì mình sẽ chỉ tìm một căn phòng thôi, có túi nào thì mình sẽ đi luôn. Còn trong tựa game này thì bắt buộc các bạn phải tìm 20 chiếc túi tiền. Khi đủ 20 chiếc túi tiền các bạn mới thoát được khỏi nơi đây. Ok, trong này không có gì. Chưa đến gần các bạn thì nó sẽ có những tiếng động như thế này. dưới tầng hầm này trông vậy mà cũng rất là nhiều túi tiền luôn. Đó, lại xuống đây rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Ok, đã thoát được khỏi đây rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Piggy is Santa. Play, let's go. Ở đây các bạn sẽ hóa thân được một anh chàng Piggy hiền hậu vào ngôi nhà này. Thì khi vào trong thì các bạn đã bị cô làm Piggy khóa cửa. Sau đó thì các bạn sẽ bị cô ta le. Sau đó các bạn phải đi xung quanh ngôi nhà này tìm kiếm những chiếc chìa khóa và những cách để làm sao tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Ok. Santa Piggy has woken up. Let's go. Wow, nhìn bà ta rất là hãi luôn. Không sao, các bạn sẽ lắp hai cái này vào. Thì đó các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa YK. Lắp cái này thì giếng nước sẽ tự đẩy lên. Và lúc đó thì chìa khóa YK sẽ nằm trên cái giếng này. Ok. Trước mắt thì mình sẽ phải đi cầm cái ô cây. Bị bà ta đâu rồi? Chưa ok. 21, một chiếc búa. Rồi, thử bọn ta xuống tiếp đây. Ok, đã thành công. You achieved amazing. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư, Bendy and the Ink Machine. Chapter 1. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Ok, cái cửa đây đã mở ra. Alright, how do I get this to work? Rồi, các bạn sẽ tìm 6 món đồ và lắp vào trong này. Who put this here? Who put this here? Oh my god. Oh my god. Joey, what were you doing? Ok, món đồ đầu tiên. Let's go. Còn một món đồ trong này nữa. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, dọn dẹp hợp ra. Okay, that's all of them. Dream come true. Rồi, đặt 6 món đồ vào đây. 1 2 3 4 5 6. Now I just need to get the ink flowing somehow. Okay, let's go. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 5, Roblox. Piggy. Let's go. Ok. Piggy bắt đầu xuất hiện rồi. Bảo tàng đây. Wow, rất là nhanh, cô gái nhanh chân thật. Rồi, đập đi. Các bạn đợi cô ta đi xa thì các bạn sẽ có thể đứng vào. Bảo ta đứng đây canh luôn. Và mình giữ được bảo ta. Oh my god. Giữ bảo ta lâm lại gần quá và ta bắt được mình rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Điều Malas. Let's go. Ok. Chìa khóa. house. Sau đó các bạn sẽ tìm tiếp những chiếc chìa khóa và mở những cái cửa ra. Đây là một nơi rất là kinh dị luôn. Đó, vào tìm tiếp đây. Oh my gosh. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Slender Free. Đây. Let's go. Tựa game này các bạn sẽ phải đi xung quanh map bản đồ và tìm kiếm tất cả những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Tất cả là 8 bức hình nhé các bạn nhé. Và cũng rất là kinh dị khi ông Slenderman ông ta xuất hiện. Và có thể làm các bạn giật mình. Đôi khi là các bạn giật mình. Tựa game này thì không khiếp như những tựa game ma kia, nhưng mà nó cũng sẽ hay làm giật mình nếu các bạn không để ý. Chỗ này không có gì. Mình sẽ đi vòng ngoài đi. Đi ra ngoài luôn. Rìa núi này, không biết có đường thoát ra không. Chỗ này không có đường thoát này. Oh my gosh. Đường này đi. Ok, đây rồi. Rồi đi xuống đây nào. Chỗ này có một căn nhà. Nhà này không có gì. Chưa thấy một bóng dáng đâu. Đây rồi, gần đây có. Chắc chỗ này. Ngôi nhà bên kia. Oh my god. Ok, một tờ giấy đầu tiên. Đọc con ta rồi, không ta làm đâu. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm kiếm tất cả 8 tờ giấy xung quanh map bản đồ này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Escape from Pig. Pika Escape from Pig. Ok. Let's go. Đây là những chú ngựa. Đây là cái map như đúng như là map của gì nhỉ? Map của Diamolas. Nhưng mà được cái trong này thì rất sáng sủa. Điều là không biết trong này có gì không. Chẳng lẽ lại chạy mỗi PK. Phòng này thì bị khóa rồi này. Cái cánh cửa ở đây mở ra là phải ra luôn. Nếu không thì các bạn sẽ lại phải mở lại. Những cái này thì cũng không mở được. Hòm đồ này không mở được. Và mình sẽ trêu người PK đây. Đầu PK sẽ xuất hiện. Tìm trong này xem có gì không. Đoạn giấy này không biết ý nghĩa là gì. What? Sao mình lại đứng ở đây? Đi tìm những đầu ngựa. Đầu ngựa. Con này không mở được. Đặt 4 đầu ngựa vào đây. Vậy thì sẽ mở ra một cái gì đó. Oh my god. Chạy thôi. Wow, được rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.